Hello mọi người ơi, tối nay tối thứ ba này ông Dustin ông đi mới lọc thùng rác về nè. Ông nói ông tối nay ông lượm được nhiều đồ lắm. Mà ông đem vào hai cái miếng thịt này trước nè. Miếng bên này miếng hèm nè. Hèm này vẫn con lành nha, con kệ bên này là con gà tây. Mà con cứng ngắc luôn, con đống đá mới mới vất ra luôn mà điêu có mấy lỗ bên này, mấy cái chỗ bên này nó cái bi nó bị bể rồi nè mọi người. Biết có sáu cũng đây nữa, nó vẫn còn cứng cứng ghế, con cứng như đá luôn á. Bên này một chai Coca-Cola này, đây quay cho mọi người coi ông Dustin mới mang vào thêm nè. Đó bên này nè, kẹo sô cô la nha, cái này là đem về Việt Nam nha. Quả trời kẹo nè, quả trời thính quả trời đều được được ba hai bi về một cái quả nhỏ này ha. Đó. Cái này nè, tháng 8 năm 2024 nè. Kèo này mình thích bi ở trong nó có bơ đậu. Cái này nè, tháng 7 năm 2024 nè. Cái này thì nó có hương vị bạc hà, mình thích bạc hà. Bên này bạn nè. Bạn này nó bị mở rồi. Cái này cho sọc. Bên này chip nè mọi người, chip này ăn cũng ok. Bên này bạn này mình thích cực kỳ luôn nè, chocolate trong này có sô cô la, bạn này ngọt 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 bánh mì mà ngọt ngọt. Tháng 12, ngày 11 tháng 12, hôm nay là ngày 12 tháng 12 rồi, nói chung quá một ngày mà cũng sao rồi. Thông bên này là những gì đây? Ôi rồi ôi chơi cái bạn này bạn gì đó chơi. Bánh gì mà thấy có bọc đường trắng trắng trắng. Bánh này mình chưa ăn bao giờ mà cái này làm ở đất nè. Cà chua nè. Cái này nó bị vỡ cái này cho nên nó rớt tâm lắm mà. Ôi tiếp tục bánh nữa. Bánh này trong có gì? Bánh đây nè. Trong này là có nho khô nè. Bạn này là tới tháng 3 năm 2024 lần. Tiếp tục chuối. Bên này trời ơi chuối nó vẫn còn xanh này. Some are good, some are. Con Yeah, give those to Mama Nancy. Đồ này The ravioli. Đồ này tháng tháng 12. Tháng 12 năm 2023. Cái này vẫn còn lạnh. Quả có trời đồ này nè. Bên này thêm hai gói nữa nè. Lotion mọi người ơi. Đăng cay nè. Đăng cay này hình như có người ta có sai hết nữa rồi nè. Nhưng mà cái ly là con ngón chưa bị bể nè. So I was out there and when I was getting the bath and body. Wow. Cái này con á, con cả trái luôn á. Mà nó chỉ bị một miếng đấy thôi nè. Cái này là nước rửa tay nha. Con đầy luôn. Đã đây chưa? Very good. Đây cái nắp để mà ấy đang cay nè. Bên này nè. Lotion nè mọi người. Mà cái này là để cho khách hàng nó người ta thử, mà cái này là con đầy luôn nè. Đó. Con đầy nó nhóc luôn. Lotion này thì còn khoảng nửa Oh, I should trái have á. grabbed that top because that top was in the bag. Nửa trái. That's okay. Cái này nó còn ít thôi à, nhưng mà cái nắp này mình có thể dùng để mình đậy cái bịch lotion kia. Lần trước lượm lotion bị thiếu cái nắp. Đó. Con mấy chai nước rửa tay nè, mình cũng đang cần nước rửa tay định đi mua. Bây giờ khỏi mua rồi mọi người ơi. Cái chai xịt body này nó cũng với rồi, nó cũng còn nhiều lắm. Mấy chai nước rửa tay có mấy chai thì nó cũng với bởi thôi. Con cái này cắm vào để cho thơm phong nè. Cái này nè, con đây nè. Ui, body scrub. Cái này cũng còn nhiều nè, còn hơn nữa. About half full. Ông đã tính là khi mà ông vào thùng rác cái cửa hàng này ông lượm đồ thì thấy nhân viên đi ra.
đi ra mà cầm một bao bao đựng cây đầy đồ luôn, rồi là đem là ném xuống dưới sàn để cho nó vỡ. Nhưng mà thấy ông Dustin cũng nói gì, người ta cũng nói gì, hay có người thì người ta dễ mà có người thì người ta khó, người ta chửi bên này nói thế kia, mà có gì đâu mà chửi cho tạo nghiệp. Bên này chip nè, very good. Tiếp tục khám phá cái hộp bên này. Bánh Hawaiian sweet rolls, bánh mì này nó ngọt ngọt cũng ngon lắm đây. Bên này có cái tray này có đủ thứ nè mọi người, thịt rồi bánh cracker rồi bên này có kẹo sô cô la. Cái này là tháng 3 năm 2024 mới hết hàng luôn nè. Không đâu xin nói đâu. Cái này giữ lại cái này rồi đi ăn lễ Giáng sinh rồi đem tới tới ăn. Nè, tiếp tục cái thứ này nè, cái thứ này nè chúng mình cũng thích lắm. Lần trước ăn cũng thích lắm. Bên này cái gì đấy? Thịt à? Úi dồi ôi. Thịt. Ôi, dưa ú à. Dưa ú xong. Sao bật dưa ú này nó đẹp liền thế này. Chỗ đây nó có hơi hở nữa nè. Cái này là ăn được rồi nè. Cái này chắc phải vứt thôi. Tại vì nó có hở, nó có ấy rồi. Ăn sơ sinh bệnh. Hoặc là để đắp mặt đứng ta. Nâu dưa ú này không đắp mặt được. Bên này nha. Ơi chanh cam nè. Ơi con cá này thịt ơi là thịt. There's a rib roast. A what roast? Ribs. Beef. Oh, yeah, rib roast. Where's it at? Cái này nè, thịt bên này thịt gà nè. Bên này thịt bò nè. Con It's 54.73. Wow. Wonder if it's leaking anywhere. I don't care if it's leaking or not. We'll cook it. Put that back where it's freezing. Ooh. Mọi người Is it ơi. Leaking? I don't know. It's like $55. Thịt này mắc dễ sợ chứ mọi người ơi. $54.73 nè. Gần $55. They just threw it out tonight. Wow. Cái thịt này mắc tiền dễ sợ chứ. Cái này có bị lộng, bị đô gì không mà. Mà nó liền thế này. Để coi cái ngày cơ thử. Cái ngày là Use by tháng 1 năm 2024. Use when? January 24. It's almost time. Nó gần tới gần tới ngày phải bán hết rồi, cho nên nó không bán được, nó đem nó liền nè. Wow. Còn bên này thì gì ở đây? Bên này thịt nè. I use one whole gallon of gas tonight. Bên này thịt nè. Ông nói đêm nay đi lục thùng rác là hết một gallon xăng. Một gallon là khoảng cái gì đó 4 lít xăng. So bên này thịt bò, thịt gà nè. Bên này cũng thịt gà nè, $5 nè. Bên này $7 nè. Bên này gần $6 rồi nè. Bên này thịt heo nè. Bên này thịt bò này, thịt bò này bỏ vào lò nướng. Nấu ngon lắm. Lại trời. Riêng cái thịt thôi cũng được $70-$80 rồi. Rồi, ngồi mở thịt cho con quá trời đồ. Quá trời đồ. Cảm ơn thân thông rạc nha. Đây. Bên này nè. Quá trời đồ nè. Quay cái tủ lạnh cho mọi người coi nè. Quá trời đồ nè. Toàn là đồ lục tư thông rác hết. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Quá trời tuyệt vời nè. Trái cây ăn không hết rồi đất ơi. Chó hàng xóm đây, chó ba con mà vẫn còn rất là nhiều. Ngoài đây nè, hàng xóm mà lần trước vợ chồng mình bỏ chánh ra chó. Người ta lừa mấy trái chanh đẹp, người ta lấy con mấy trái chanh này nó chúng vỏ nhìn hơi xấu thôi, nhưng mà trong nó có ngon lành. Thì không ai lấy thì vợ chồng mình đem vào lại rồi để đó rồi chui giòn. Giống như chui nhà bếp hoặc là chui nhà vệ sinh cũng lấy chanh vắt ra chui cũng được. Ok, chui giòn một mỡ rồi con. Bên này những cái thứ này thì mai mình lo tiếp thôi, mình mệt quá rồi. Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi. Mà cái bi cái gói này lại chui cái bi ở ngoài thôi, chui cái bi dầu ở ngoài cho nó sạch sẽ.
kèo này cũng cũng lau chui đi như dâu ở ngoài sạch sẽ. Cái chai lau sân này không có nắp cho nên mình tạm thời mình rửa rồi mình lấy giấy dầu để mình lấy giấy thúng mình buộc lại trả lại cái lỗ này thôi, sợ để có đêm lâu rồi nó khô. Ơi bỏ xuống đây rồi mai lo tiếp. Anh đi ngủ anh. Chả này bữa nay đêm nào đi ngủ muộn hết, có chân mới bị bệnh được nghe chưa. Hey man, không có đồ ăn hả? Trời ơi, ông Dustin sáng nay ông bỏ đồ ăn ra cho you này. Đói không? Hả? Đói không? Hôm nay muốn ăn gì đây? Hả? Dễ thương, dễ sợ chưa? Cái mặt nhìn, cái mặt hỏi đồ ăn ở đâu rồi? Răng mà chưa có đồ ăn, hả? Ê này này này, sóc sóc squirrel. Cái mặt nhìn kiểu như tao đuổi của du ở bên kia vẫn còn đồ ăn du ơi, có bên đó ăn trước đi, có bên đó ăn nhỏ về cái gì đó dấu tay về về ực chuông đây bên kia kia bắt đầu nó nhảy lên cho mà coi nè, nhảy lên đây để chuyền cái coi này. Sóc squirrel đi rồi, mọi người thấy ngoài kia không? Lộn trộm là mấy trái ực chuông nè. Ực chuông mà vất ra cũng 2-3 tuần rồi mà nó trời nó lành quá. Nó lành quá, nó chưa có phân hủy. À đây một thằng nữa nè. Hey! Mặt gái dễ sợ. Đi đâu đây? Rượt nhau. Tao nói mấy cái đứa này có đời nào mà thấy nó chơi với nhau mà nó toàn rượt nhau không à? Toàn rượt nhau không à? Không thấy đời nào thấy yêu thương nhau hết. Con sóc này nó còn tham ăn quả trời. Bên kia thằng kia cũng đang kiếm đồ ăn. Tụi nó mấy hộp đầu về mấy cái gì mà đau mà giấu được đó. Tụi nó giấu rất là nhiều nha. Trong rừng đó tụi nó giấu đồ ăn rất là nhiều. Tụi xin đồ ăn chứ có cho đem ra đồ ăn mới thì ăn đồ từ hôm qua hôm trước nè. Quả trời mấy cái đồ từ hôm qua hôm trước hôm kia. Còn từ tuần trước nữa mà tụi nó ăn vài ba miếng rồi tụi nó vất nguyên cả quả táo luôn. Bây giờ lượm ăn lại. Dễ thương ghê luôn. Sáng nay tụi nó không có lên đứng trên cửa cao để mà thất vợ trong mình dậy để mà đem đồ ăn ra cho tụi nó. Hôm qua là có con lên đứng cao cửa xin đồ ăn. À, qua kiểm tra coi thử có gì không. Hôm nay không có gì hết luôn. Hôm nay chưa có đồ ăn dữ ơi. Ông Dustin ông đi cà phê rồi, ông chưa về. Kêu Dustin về, Dustin đem đồ ăn ra cho ăn đi. Gọi điện thoại Dustin đi. Gọi nói Dustin về cho tao ăn. Này, lâu lâu là bắt vợ cắt một tay này. Lại cuticle này, lại giá này. The mutamrak doesn't do this for me. Oh? I need to be pampered a little bit. Mutamrak lắm, cắt một tay được cho Dustin, chỉ có vợ thôi. Hiếm khi mà tự cắt một tay là móng chân thì mình bắt ông tự cắt, mình cắt móng chân. Chân dơ. Ai dơ? Chân. You dơ. Còn móng tay thì mình thường xuyên cắt cho ông. Cắt móng tay rồi lại cuticle. Very spoiled. Somebody's gotta spoil me. Who? Bang guy, dear. Get bang guy spoil you. Oh, bang guy spoiled me very beautifully last night. Over $200 in food. Hôm qua bang guy cho Dustin rất là nhiều đồ ăn. Bang guy thông rác thế. Anh yêu vợ hơn hay là yêu bang guy hơn anh? Hay? Vì răng không trả lời nữa. Let me enjoy the nail clipping, man. It's very comfortable. There's nothing to be comfortable about. Hơi nhiều. Just so.
Mình mới rửa cái mỡ này nè mọi người. Đó, máy dưới này là nước rửa tay nè. Máy bốn cái này vẫn còn khá là đầy nha. Đó, còn khá là đầy, còn chỉ có cái bên này là với ít thôi nè. Còn cái bên này là cái đồ mà để mà cắm vô tường để cho nó thơm cái phòng nè. Cái này là cái đồ, cái này là cái cắm vô tường nè. Mà cái đèn là nó bị hư, bị cháy rồi, nó không có hoạt động nữa. Còn bên này rửa tay nè, mọi người biết cái chai này bao nhiêu không? 7 đô 95 sen là gần 8 đô nè. Bên này thì lotion nó cũng chắc còn khoảng 1 phần 3, 1 phần 4 thôi. Đó, cái này là 17 đô 95 sen nè. Dễ sợ mắc giả mắng. Cái này khi nào nó xéo là còn 4, 5 đô gì đó. Cái này nước cùng nước rửa tay mà nó gần hết rồi. Còn cái này nè, lotion nè. Lotion con nguyên cả trái luôn. 14 đô 95 sen để mở cái ra cái thứ nó con cái ấy không? Cái này thường thường để có à. Trời đất ơi, cái đồ điên. Bên này là cái đồ dùng để mà tắm body scrub này. Cái này nó có chứa có khối cái bên trong này nữa nên mọi người đã đời chưa mới. Is that thing open? At the beach.